Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là thời lượng cho chương trình thời sự lúc 12 giờ ngày 30 tháng 11 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức tại Cần Thơ. Đây là cơ hội để Cần Thơ quảng bá hình ảnh địa phương và mở rộng kết nối với phía Nhật Bản. Sẽ sửa quy định khống chế trần lãi vay 20% trong Nghị định 20. Bởi lẽ tuy ngăn chặn được tình trạng trốn thuế của doanh nghiệp nước ngoài, nhưng quy định này lại khiến các doanh nghiệp trong nước chịu thêm gánh nặng. Sau 20 năm Việt Nam điều trị cho bệnh nhi bị nhiễm HIV bằng thuốc ARV riêng biệt, các em đã vượt qua được bệnh tật và có thêm ước mơ, thêm những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của chương trình. Tối qua tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam-Nhật Bản. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dự chương trình. Từ nay đến hết ngày 4 tháng 12 sẽ có nhiều sự kiện ý nghĩa như Diễn đàn Hợp tác Kinh doanh Nhật Bản Mekong 2019, Ngày hội Việc làm Nhật Bản, tham quan khu công nghiệp Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức. Tại công viên Sông Hậu cũng sẽ có các trò chơi, điệu múa truyền thống của Nhật Bản hướng dẫn pha trà đạo. Dự kiến có 150 gian hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thương mại đến văn hóa và ẩm thực, trong đó có phần trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của các địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Với hơn 200 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và đại diện một số thành phố của Nhật Bản đến tham dự để tìm hiểu thông tin tại sự kiện này, thì đây là một cơ hội tốt để thành phố Cần Thơ quảng bá hình ảnh, nét đẹp, văn hóa, con người, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường, kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai chính phủ điện tử vừa chính thức được ra mắt. Trung tâm này ra đời sẽ đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử, góp phần cải cách hành chính, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, cung cấp thông tin, dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn, từ đó tạo sự minh bạch, nhanh chóng và tiện lợi. Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai chính phủ điện tử hoạt động tại địa chỉ đang được hiển thị trên màn hình http://egov.mic.gov.vn. Địa chỉ này thì bước đầu được thiết kế dành cho người dùng thuộc các cơ quan nhà nước gửi câu hỏi kiến nghị về chính phủ điện tử đến trung tâm. Trung tâm sẽ tiếp nhận trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tất cả các câu hỏi và câu trả lời sẽ được lưu trữ dữ liệu và chia sẻ khi cần thiết. Hệ thống này cũng sẽ trả lời tự động khi nhận được câu hỏi tương tự trước đó. Đặc biệt, hệ thống bao gồm danh mục các cơ chế, chính sách, hướng dẫn kỹ thuật về chính phủ điện tử để các cơ quan nhà nước tiện tra cứu. Sẽ sửa ngay quy định khống chế trần chi phí lãi vay 20% trong Nghị định 20 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp thống nhất phương án xử lý đối với những vướng mắc phát sinh sau hơn 2 năm nghị định này được ban hành. Thực tế thì đây được xem là một giải pháp hữu hiệu để có thể ngăn chặn tình trạng chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, một số tập đoàn, doanh nghiệp trong nước thì lại phải chịu thêm gánh nặng thuế. Đại diện Vingroup cho biết, các công ty con kinh doanh bất động sản, công nghệ của tập đoàn này đều cần huy động lượng vốn lớn. Trong thời gian đầu chưa có lợi nhuận thuần trước lãi vay và khấu hao. Chưa kể, một số công ty về y tế, giáo dục hoạt động không nhằm mục tiêu lợi nhuận. Vì thế, quy định khống chế trần chi phí lãi vay 20% khiến các đơn vị không được loại trừ khoản chi phí này khi tính thuế. Để điều chỉnh cái chi phí lãi vay, loại chi phí lãi vay theo nghị định 20 sẽ làm tăng lợi nhuận ảo, dẫn đến là nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn và lợi nhuận của doanh nghiệp là sẽ giảm xuống, thậm chí là có khi chuyển thành lỗ. Còn tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vay một khoản tiền lớn từ các tổ chức tín dụng nước ngoài để đầu tư các nhà máy phát điện. Tuy nhiên, sau khi chuyển giao công trình cho các tổng công ty phát điện trực thuộc, thì các tổ chức tín dụng chỉ đồng ý để EVN tiếp tục giữ vai trò là chủ thể khoản vay và cho vay lại các đơn vị bên dưới. Cái bất cập thì dẫn đến cái việc này ấy, là vì nó không đúng bản chất như vậy, mà EVN lại buộc phải nộp thêm như vậy là một đêm nộp thêm tăng thuế lên là 500 tỷ. Thì EVN là giá điện là nhà nước điều chỉnh, quyết định và quản lý thì cho phép là cái định ngày 20 này là EVN không thuộc đối tượng áp dụng. Theo Bộ Tài chính, trong 2 năm 2017-2018 đã có khoảng 14.400 đơn vị phát sinh giao dịch liên kết. Việc thực hiện các quy định về chống chuyển giá theo Nghị định 20 đã giúp các cơ quan thuế thu về cho ngân sách mỗi năm hơn 11.000 tỷ đồng.
Theo đại diện của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội thì việc chính phủ ban hành Nghị định 20 đã có thể giải quyết tình trạng chuyển giá, trốn thuế của 85% các giao dịch xuyên biên giới khi mà công ty con ở trong nước còn tập đoàn mẹ ở nước ngoài, như là tình trạng của Bixi, Metro hay Coca-Cola trước đây. Tuy nhiên, với 15% giao dịch trong nước thì lại đang phát sinh một số bất cập đối với cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Vì thế có nhiều ý kiến cho rằng là cần sửa đổi cho một số đối tượng doanh nghiệp trong nước này. Phương án nâng trần chi phí lãi vay lên 30% cũng nhận được nhiều ý kiến đồng thuận. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng đã mất quá nhiều thời gian cho việc trình sửa đổi. Vì thế, việc sửa phải được thực hiện ngay để kịp thời khắc phục khó khăn cho doanh nghiệp trong kỳ tính thuế 2019. Cần thiết phải có cái sửa đổi bổ sung cái Nghị định 20 ngay và không cần chờ cái chuyện mà ban hành cái nghị định để mà thực hiện toàn diện cái luật quản lý thuế mà mới được Quốc hội thông qua. Tính toán thêm cái là phải minh bạch, công khai, công bằng, không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nọ doanh nghiệp kia. Những cái trường hợp chúng ta loại trừ là người ta phải tâm phục khẩu phục. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu các điều khoản chuyển tiếp sau khi sửa quy định. Còn việc có hồi tố hay không cho các khoản đã nộp vào ngân sách sẽ cần nghiên cứu kỹ, đảm bảo công bằng cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 năm nay tăng cao nhất trong 9 năm trở lại đây, công bố của Tổng cục Thống kê. Một nguyên nhân quan trọng khiến cho CPI tháng 11 năm nay tăng cao đó là do nguồn cung thịt lợn giảm, làm giá thịt lợn và các thực phẩm chế biến từ thịt lợn tăng cao. Tính bình quân 11 tháng thì CPI tăng 2,57% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong mức tăng CPI tháng 11 năm nay thì có hai nhóm có chỉ số giá giảm, đó là nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giao thông do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh giảm giá xăng dầu. Dự án điện gió Trung Nam giai đoạn 2 đã chính thức phát điện từ chiều ngày hôm qua 29 tháng 11 tại tỉnh Ninh Thuận. Sự kiện này đánh dấu quá trình đưa địa phương Ninh Thuận sớm trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Việt Nam. Dự án gồm 16 trụ gió, tổng công suất là 64 MW, sản lượng khai thác đạt 182 triệu kWh một năm. Cùng với đó là các trạm biến áp, nâng áp kết nối với trạm biến áp dự án 22/110 kV và đấu nối trạm 220 kV Tháp Chàm để hòa vào lưới điện quốc gia. Dự án có các thiết bị công nghệ hiện đại với các thành phần chính là từ các đối tác Cộng hòa Liên bang Đức. Trụ gió cao 116 mét với công nghệ trục quay không hộp số, có thể tạo ra điện kể cả khi tốc độ gió thấp. Do vậy, diện tích sử dụng đất của dự án này đã giảm xuống còn 0,14 hecta. Với việc hoàn thành giai đoạn 2 thì mỗi trụ gió lớn nhất Việt Nam này có thể đóng góp từ 100 đến 150 MWh điện mỗi ngày. Khai thác hủy diệt đã trở thành nỗi ám ảnh của bà con ngư dân, mà đặc biệt là các ngư dân đánh bắt ở vùng biển ven bờ. Thực trạng này thì không chỉ ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi hải sản ở Thừa Thiên Huế, mà còn đe dọa đến tính mạng của ngư dân mỗi khi khai thác trên biển. Do đó, việc phối hợp để cùng ngăn chặn đánh bắt tận diệt đang là giải pháp hiệu quả để nhiều ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Alo! Alo, alo! Kiểm ngư Huế ngay đây, anh ơi! Tôi ngư dân hải sản Phú Diễn đây! Tôi đang khai thác ngư biển có gặp một cặp giật á, bất định tay cắt bờ xà và riêng khoảng 3 lưỡi, đề nghị cả anh giúp đỡ chúng tôi. Rồi anh cố gắng giữ cái tọa đồ, tàu kiểm ngư đang chuẩn bị xuất phát. Bất kể ngày hay đêm, những cuộc liên lạc qua bộ đàm như thế này thường xuyên diễn ra. Khi bà con phát hiện các tàu thuyền khai thác bằng các phương thức tận diệt nguồn lợi thủy sản, đây cũng chính là cách mà bà con ngư dân bảo vệ tài sản của chính mình cũng như nguồn lợi thủy hải sản trên biển. Chúng tôi mà làm nghề cân bơ mà giá cao mà đánh bắt hủy diệt nhiều quá. Khi phát hiện tàu giá cao, chúng tôi sẽ báo cho cơ quan chức năng là kiểm ngư. Thứ hai nữa là đồn biên phòng của Thuận An. Từ khi mà có kiểm ngư và bộ đội mà đã làm bắt cái giá cao là chúng tôi làm rất là yên tâm. Chính sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chức năng và ngư dân ở các địa phương ven biển đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản trên biển. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, nhân lực kiểm ngư còn thiếu, kinh phí hoạt động tàu kiểm ngư hạn chế, nên rất cần sự phối hợp chặt chẽ của ngư dân ở các địa phương. Để thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ trên biển, thì cũng đòi hỏi phải có đủ nhân lực, và đó có nghiệp vụ và phải chuyên nghiệp mới thực thi pháp luật được. Hiện nay, các đối tượng khai thác trái phép hoạt động ngày càng tinh vi, manh động. Do đó, việc ngư dân cung cấp thông tin kịp thời sẽ góp phần hạn chế những tai nạn cũng như những thiệt hại về kinh tế do việc khai thác hủy diệt gây ra.
Trong phần tiếp theo của bản tin, Cà Mau vừa ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển Đông. Giải pháp trước mắt là xây dựng kè chống sạt lở và di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Người dân vùng cao Y Tý, Lào Cai làm du lịch khai thác những thế mạnh của tự nhiên và văn hóa địa phương để phát triển kinh tế. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 30 tháng 11, thi hài và tro cốt của 23 nạn nhân còn lại trong vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex của Đông Bắc London, Anh đã được đưa về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Như vậy, đến nay thì Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương của Việt Nam và Anh hoàn tất việc đưa thi hài và tro cốt 39 nạn nhân về nước, bàn giao cho gia đình. Đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cùng nhiều cơ quan chức năng và địa phương trong nước trong việc phối hợp chủ động, chặt chẽ với phía Anh, hướng dẫn các gia đình có người bị nạn những thủ tục cần thiết, khẩn trương đưa thi hài và tro cốt các nạn nhân về nước. Tổng công ty Hàng không Việt Nam cũng đã hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển thi hài và tro cốt của các nạn nhân. Quá trình xác minh danh tính, bảo hộ công dân và đưa thi hài và tro cốt các nạn nhân về nước đều được tiến hành trên tinh thần nhân đạo, phù hợp với luật pháp quốc tế, quy định pháp luật và tập quán của Việt Nam và Anh. Tỉnh Cà Mau vừa ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển Đông đoạn từ Đất Mũi đến Vàm Xoáy thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Đoạn sạt lở này dài 3 mét. Do tình huống khẩn cấp nên trước mắt thi công xây dựng kè với chiều dài khoảng 1 km tại đoạn sạt lở nguy hiểm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với huyện Ngọc Hiển khoanh vùng khu vực bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn. Đồng thời vận động các hộ dân di rời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm các tác động vào rừng và đất rừng ở khu vực sạt lở. Tỉnh cũng giao các sở ngành khảo sát lập thủ tục đầu tư dự án chống sạt lở. Tàu Nodana Sofia quốc tịch Thái Lan đã bị chìm trên cảng Vũng Áng, Sơn Dương của tỉnh Hà Tĩnh, đang có dấu hiệu tràn dầu, thông tin từ cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh. Hiện thì chưa thể xác định được khối lượng dầu tràn ra biển. Cảng vụ đang phối hợp với chủ tàu nghiên cứu đưa ra phương án xử lý. Trước đó vào khoảng 4 giờ sáng qua, thì tàu Nodana Sofia trọng tải gần 9.000 tấn khi đang trên đường vào cảng biển Vũng Áng, Sơn Dương thì bất ngờ bị thủng mạn tàu, nước tràn vào buồng máy. Trên tàu có 18 thuyền viên và đã được cứu đưa vào bờ an toàn. Khoảng 270 loài sinh vật ở biển đã được ghi nhận là bị tổn thương do vướng phải đồ nhựa. Chất thải nhựa đang đầu độc và dần hủy diệt các loài sinh vật biển. Đây là vấn đề phức tạp cả về quy mô, phạm vi, sự tác động và hướng giải quyết. Hội thảo ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam, thực trạng và giải pháp do Viện Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với các đơn vị liên quan vừa tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quốc tế trong tìm giải pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa hiện nay. Rác thải nhựa đại dương ảnh hưởng đến các hệ sinh thái, sinh vật và sức khỏe con người bởi sự tồn lưu trong môi trường rất lâu. Thế nhưng mỗi năm vẫn có tới 300 triệu tấn nhựa được thế giới sản xuất và chỉ 27% trong số này được xử lý và tái chế. Chúng ta mới chỉ giải quyết được một phần rất nhỏ rác thải nhựa nhìn ở góc độ phong trào như phong trào nhặt rác hay các hành động và cam kết hạn chế rác thải nhựa khi không sử dụng sản phẩm nhựa một lần. Tuy nhiên, quá trình rác thải nhựa đi từ đất liền đến biển, nó qua các con sông, các dòng sông bị ô nhiễm. Đây là vấn đề quan trọng cần giải quyết, bởi nguồn nước ngầm bị ô nhiễm sẽ kéo theo sự ô nhiễm của các dịch vụ hệ sinh thái. Giải quyết vấn đề rác thải nhựa theo các nhà khoa học, chúng ta phải bắt đầu từ nguồn thải. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố chính là hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng đối với sản phẩm nhựa, công nghệ để sản xuất ra nhựa và công nghệ nào để xử lý nguồn thải. Mong muốn của các nhà khoa học là đẩy mạnh nghiên cứu và tìm giải pháp thay thế sản phẩm nhựa, đặc biệt sản phẩm nhựa dùng một lần. Muốn xây dựng một cái mạng lưới ở Việt Nam với lại các đối tác quốc tế về nghiên cứu cái quản lý và giảm thiểu cái rác thải nhựa. Trong đó thì tập trung vào ba cái nhóm chính: những cái tác động của rác thải nhựa đến môi trường, đến các hệ sinh thái, đến sinh vật ngoài tự nhiên và đặc biệt là những tác động đến sức khỏe của con người. Hiện nay những cái tác động đến con người là vẫn còn là mới và chưa được nghiên cứu và đánh giá một cách đầy đủ. Rác thải nhựa đại dương là vấn đề phức tạp cả về mặt quy mô, sự hiểu biết cũng như quá trình phát sinh, phát tán, biến đổi, ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Một mạng lưới chung chia sẻ dữ liệu biển, đại dương, hợp tác hành động là cần thiết vào lúc này. Năm nay là tròn 20 năm Việt Nam điều trị cho những bệnh nhi bị nhiễm HIV bằng thuốc ARV riêng biệt.
Trong suốt thời gian qua thì những thay đổi trong điều trị đã mang lại hy vọng và cuộc sống mới cho các em. Với trẻ nhiễm HIV thì nguy cơ mắc bệnh và tử vong sớm thường rất cao. Vì thế mà trẻ sinh ra từ người mẹ nhiễm HIV cần phải được chẩn đoán sớm và có thuốc cũng như là phác đồ điều trị. Cùng với đó là đội ngũ bác sĩ tư vấn và hỗ trợ giúp các em có thể vượt qua được bệnh tật và thêm ước mơ, thêm những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Mỗi năm, bệnh viện này tiếp nhận điều trị cho khoảng 500 trẻ nhiễm HIV từ mẹ. Bác sĩ Khanh trực tiếp chăm sóc cho những em nhỏ nhiễm HIV đầu tiên tại Việt Nam. Đó là những năm 1993-1994. Từ chưa có thuốc điều trị đến có thuốc, nhưng chỉ có thuốc ARV dành cho người lớn và phải cắt nhỏ từng viên. Ông có thể nhắc về câu chuyện hàng trăm em nhỏ. Chứng kiến nó dằn vặt từ khi nó không thở nổi, ăn không được, miệng lở loét, ngồi không được, không tự nuốt được, không có một cái cảm giác gì hết. Cảm giác gì là nó được như một bé bình thường hết. Nó từ nhỏ tới 3 tuổi nó không đi được. Người ta chỉ mong rất là đơn giản, nó đứng nó đi một vài bước để cho người mẹ nhìn thấy. Nhưng mà nó không đi được bởi vì không có thuốc. Năm 2003-2004, chương trình ARV cho bệnh nhi được hình thành. Thuốc nhi được cung cấp, có phác đồ điều trị, có thêm đội ngũ y bác sĩ cho công tác này và bắt đầu những thay đổi. Uống thuốc đều không? Dạ. Đúng ngày. 8 giờ, 6 giờ. Thì nó rất là ngoan mục. Nó là một đứa bé rất là bình thường. Nó có thể đi học, có thể sinh hoạt, có thể giúp được cha mẹ, có thể tự lo cho bản thân nó và nó có những cái ước mơ rất là bình thường. Có một câu tôi thường nói với các em á, nó hỏi bây giờ con uống thuốc tới bao giờ? Thì tôi không thích uống, nó uống thuốc suốt đời, mà tôi thích nói với nó là con lớn tới đâu thì uống tới đó. Thì khi nó lớn biết đâu được, có một lúc nào đó nó sẽ có những cái thuốc mà uống khỏi luôn. Giờ những em nhỏ nằm ở viện điều trị chỉ có một hoặc hai em mỗi ngày. Gia đình có thể chăm sóc các em tại nhà, trong vòng tay người mẹ. 1 đến 2 tháng mới phải đến bệnh viện nhận thuốc và xét nghiệm nếu cần. Nó con thương mẹ à? Nó con thương mẹ. Trên 90% trẻ nhiễm HIV do lây nhiễm từ mẹ. Có H không phải lỗi của các em. Cái nhìn và sự kỳ thị của xã hội với các em vẫn còn. Từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, đi học, đi làm vẫn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các em, là trăn trở lớn nhất với những bác sĩ và gia đình các em. Ngày ngày nhẫn nại bên những em nhỏ khiếm thính, hết dạy chữ rồi đến dạy nghề cho các em. Hơn 7 năm nay có một người Hàn Quốc đã tình nguyện làm những công việc như thế tại trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng. Đó là tiến sĩ Choi Young Suk, người đã mang thanh âm cuộc sống đến với trẻ em khiếm thính. Nhưng mà điều kỳ diệu đó là tình yêu thương từ những tấm lòng tử tế. Không thể một ngày, hai ngày, cũng không thể một tháng, hai tháng. Đôi lúc mất cả năm trời luyện tập, các em mới nói được những thanh âm đơn giản nhất. Nhẫn nại dường như là những gì sẵn có trong người của cô giáo Choi Young Suk, người đã dành cả đời mình theo đuổi ước mơ, làm sao để những đứa trẻ khiếm thính nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Hơn 7 năm nay, cô Choi đang biến ước mơ đó thành thực tế tại một ngôi trường đặc biệt ở thành phố Đà Lạt, đó là trường khiếm thính. Giáo dục đặc biệt cần thời gian dài, hơn nữa tôi không thể rời xa các em. Tôi thương các em và luôn hy vọng là các em sẽ có tương lai tốt hơn, nên những gì tôi làm chẳng thấy mệt mỏi gì. Phương pháp giáo dục mới mà tiến sĩ Choi Young Suk đem đến trường khiếm thính Lâm Đồng lại giúp các em vượt qua những giới hạn của những đứa trẻ khiếm thính. Ở Hàn Quốc, giáo dục trẻ em khiếm thính không còn dùng ngôn ngữ ký hiệu mà phải để cho các em tự nói ra. Tôi muốn đem phương pháp đó giúp cho các em. Trong suy nghĩ của nhiều người, họ cứ cho rằng trẻ em khiếm thính là không bình thường. Nhưng với tôi, các em có thể làm được mọi thứ nếu mình dành hết tình thương để giúp cho các em. Khi thì dạy các em nghe, lúc thì dạy các em nói, và khi thì tỉ mẩn hướng dẫn các em cách trồng cây cảnh, cách làm ra những bánh xà phòng thân thiện với môi trường. Cứ thế, đôi tay của các em không chỉ để biểu đạt ngôn ngữ, cử chỉ, mà còn có thể giúp cho các em tìm được những công việc để có thu nhập sau này. Sau một thời gian làm việc với trường, thì những tình cảm của họ dành cho đất nước Việt Nam cũng như là ngôi trường này phải nói là một cái tình cảm rất chân thành. Không may mắn, từ khi sinh ra các em đã là những đứa trẻ khiếm thính,
Và giờ đây sau nhiều năm đã có những đứa trẻ không may mắn ấy bắt đầu đón nhận những âm thanh của cuộc sống. Và người mang những âm thanh ấy đến với các em chính là cô Thuê. Những đứa trẻ không nói thành lời, chưa nghe được rõ ràng mọi thứ xung quanh, nhưng các em luôn cảm nhận được tấm lòng của những người tử tế dành cho mình. Tình yêu thương vốn dĩ chẳng cần phải nói thành lời. Màn biểu diễn chống cơm của các em bé và các chị em người Việt đến từ Hiệp hội Văn hóa Việt Đài đã mở màn cho sự kiện dành cho cư dân mới ở thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc vào sáng nay 30 tháng 11. Sự kiện này được tổ chức với mục đích là tạo môi trường để các em bé và cha mẹ có cơ hội cùng nhau trải nghiệm các hoạt động văn hóa và thể thao của cộng đồng các nước Đông Nam Á. Đào Viên hiện có hơn 10.000 người Việt sinh sống và làm việc, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các cộng đồng nước ngoài ở thành phố này. Chính vì vậy, đây được coi là cơ hội để thế hệ con cái của người Việt hiểu hơn về văn hóa và đất nước của cha mẹ mình. Bên cạnh những chiếc áo dài truyền thống, những làn điệu dân ca, những chiếc áo mớ ba mớ bảy, thì những bức tranh thư pháp, những câu chuyện về văn hóa cũng thu hút được sự quan tâm của những người tham dự. Thưa quý vị, cùng với các địa danh du lịch như là Sapa hay Bắc Hà, thì xã vùng cao Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai cũng thu hút đông đảo khách du lịch tìm đến trong những ngày nghỉ lễ. Phong cảnh nguyên sơ, không gian thoáng đãng, con người hồn hậu, chất phác. Với nhiều du khách thì họ thực sự đã tìm được những khoảnh khắc yên ả, thanh bình ở nơi đây. Người dân ở vùng cao này thì cũng đã biết làm du lịch, khai thác những thế mạnh của tự nhiên, văn hóa địa phương để có thể phát triển kinh tế. Từ 2 năm nay, nhiều gia đình người Mông ở xã Y Tý đã mạnh dạn đầu tư làm homestay phục vụ khách du lịch. Mặc dù thu nhập chưa thật cao, nhưng cũng đã gấp nhiều lần so với việc đi nương, đi dẫy, làm nghề trồng lúa như trước. Số tiền thu nhập từ du lịch trong 2 năm qua được tái đầu tư để sửa sang nhà cửa, mua sắm vật dụng, mở rộng cơ sở lưu trú. Đến nay, xã Y Tý đã có hàng chục homestay phục vụ du khách. Cùng với sự phát triển du lịch thì chúng tôi bảo tồn các cái giá trị văn hóa, đặc biệt là đối với Y Tý hiện nay thì có các cái kiến trúc nhà trình tường. Và người Hà Nhì đen tại Y Tý có rất nhiều giá trị văn hóa và có rất là độc đáo. Từ lúc lọt lòng, cuộc sống của đồng bào Dao ở Y Tý đã gắn bó với cánh rừng. Rừng là nhà, rừng cho họ kế sinh nhai, cái ăn, cái mặc. Và đặc biệt, cho họ một món quà quý giá, những lá thuốc nam. Thuốc tắm của người Dao được pha chế từ 25 đến 30 vị thuốc, nằm rải rác khắp các khe núi. Không phải là người nào cũng biết. Tạo ra thuốc người Dao gắn với du lịch cộng đồng là khởi đầu thuyết phục cho nỗ lực của người dân và chính quyền địa phương trong phát triển các dịch vụ có thu nhập gắn với quản lý tài nguyên thiên nhiên. Đưa những bài thuốc nam trở thành sản phẩm hàng hóa, vừa bảo tồn, vừa phát triển đời sống văn hóa, kinh tế của đồng bào dẻo cao. Đa số khách lên là thích tắm như thế này, vừa tắm vừa nói chuyện, vừa được ngông mình, vừa được sửa bếp vào nhất là mùa đông. Thế là họ thích như thế thì thôi mình cũng phải bỏ những cái dùng hiện đại hóa đi. Thì mình phải dùng đúng bản chất của người đồng bào cho nó đẹp. Mùa vàng Y Tý vào tháng 7 hàng năm thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến chiêm ngưỡng. Từ tháng 9 đến những tháng đầu năm sau là thời điểm đẹp nhất cho những cuộc săn mây huyền ảo tại Y Tý. Vùng đất của mây trời nép mình bên dãy nhiều cổ san hùng vĩ, bên cánh rừng quốc gia nguyên sơ, bí ẩn, làm say lòng du khách khi đặt chân đến nơi này. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên kênh YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại VTV4Go hoặc ứng dụng trên điện thoại di động VTV Go. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.